Vốn đăng ký đầu tư nước ngoài FDI vào Việt Nam trong quý 1 năm 2021 tăng 18,5% so với cùng kỳ năm ngoái, lên đến 10,13 tỷ đô la, chính phủ Việt Nam cho biết trong một tuyên bố. Trong khi đó, Việt Nam tiếp nhận 4,1 tỷ đô la vốn giải ngân từ nguồn FDI trong 3 tháng đầu năm 2021, tăng 6,5% so với một năm trước đó, Reuters dẫn dữ liệu của chính phủ Việt Nam cho biết. Trong số vốn đăng ký 10,13 tỷ đô la, có 49,6% dành cho lĩnh vực sản xuất và chế biến, trong khi 38,9% sẽ được đầu tư vào lĩnh vực phân phối điện. Trang VN Economy dẫn số liệu từ Cục Đầu tư nước ngoài thuộc Bộ Kế hoạch Đầu tư cho biết, tính chung trong 3 tháng đầu năm 2021, khu vực đầu tư nước ngoài xuất siêu gần 8,8 tỷ đô la, kể cả dầu thô, và xuất siêu gần 3,4 tỷ đô la không kể dầu thô. Cũng theo trang này, xuất siêu khu vực đầu tư nước ngoài đã bù đắp phần nhập siêu 6,7 tỷ đô la của khu vực doanh nghiệp trong nước. Tính chung, Việt Nam xuất siêu khoảng 2,1 tỷ đô la. Từ trước đến nay, FDI đã là một động lực chính cho tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Các công ty có vốn đầu tư từ các công ty nước ngoài chiếm khoảng 70% xuất khẩu của quốc gia Đông Nam Á này. Trong 3 tháng qua, Singapore dẫn đầu với tổng vốn đầu tư gần 4,6 tỷ đô la, chiếm gần 45,6% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam. Nhật Bản đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư gần 2,1 tỷ đô la, chiếm 20,8% tổng vốn đầu tư.